đời này không có tại ai hết. Không phải tại anh, cũng không phải tại em. Mà vì mình chưa có sáng suốt, mình chưa có hiểu biết, cho nên mình sống theo tập khí, thói quen, theo những điều không tốt. Thành ra mình nghe pháp rồi đấy, cái miệng này nè, phải nói lời lành, phải không nào? Ví dụ như mình lát nữa mình đi nghe pháp về, mình bảo thế, ở nhà con nấu gì thế, con nấu cơm chưa? Lát nữa mẹ kể cho con nghe, hôm nay mẹ nghe thầy giảng cái gì nhá. Cũng là một cách nói. Nhưng mà có một cách nói là mình vừa mới về đến, là chưa vào đến sân thì ngoài đường đã nghe giống như loa phóng thanh rồi. Đi đâu rồi? Làm cái gì thế? Cho nên đó là những cái thói quen, những tập khí. Tập khí là gì? Là nó kết tập, là nó kết hợp lại. Mà ông nào, khí là nó sống với mình, nóng nảy như vậy, theo nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên bây giờ mà miệng mình có mở to lên cái là mình phải nhắc lại, hạ tốc độ âm thanh xuống. Bởi vì đó, chúng ta xem đi, bao nhiêu ngàn câu chuyện của Đức Phật, trong khi Đức Phật còn tại thế, các bậc Bồ Tát, các bậc Thánh Nhân, không có ai mà ầm ĩ chửi bới, trừ khi nào họ dùng phương tiện, những pháp đốn để mà làm giáo hóa chúng sinh. Chứ còn đời sống của Đức Phật lúc nào cũng là dùng ái ngữ từ hòa để giáo dạy đệ tử, chúng sinh, người thân, người lạ, kẻ thân, kẻ sơ. Mà chúng ta phải biết rằng mình có cái miệng đây thì phải nhớ đến cái người câm điếc, họ không nói được. Có đôi mắt đây phải thấy, nhớ đến người mù. Thế cái người mù thì họ chỉ ước mơ được mắt sáng một lần, nhìn thấy ông bà, cha mẹ, anh em. Họ chỉ mong một lần mắt sáng. Nhưng mà cái nghiệp họ là nghiệp mù lòa. Thế mình có mắt sáng thì mình chỉ nhìn vào chuyện nhà người ta, để mình đi nói đồ này đồ nọ. Thế có xứng đáng là mắt sáng không? Trong khi có mắt sáng này, lại nhìn Phật này, nhìn cha mẹ để yêu thương này, nhìn kinh sách, sách vở thánh hiền, đó mới là cái đôi mắt của mình mới đáng quý. Còn làm cái gì cũng ít nước lợi dân thì có đôi mắt. Rồi mình có miệng thì cũng là một lời nói. Mà cha ông ta có câu gì? Lời nói không mất tiền mua. Đấy. Thì cũng từ cái miệng mình thôi, chứ không ai bóp cái miệng mình bắt nói chính mình. Nhưng mà mình lại luôn luôn nói những lời để chính mình phải tổn đi phúc đức. Chửi là tổn phúc đức, nói xấu là tổn phúc đức, nói thêm bớt đòn sóc hai đầu là tổn phúc. Nói nặng nói nhẹ mà người bắt mình lại có một cái đòn nữa là nói móc, là rất là mất phúc. Thế thì bây giờ lời đơn giản, chân thật, yêu thương, cứ mà nói với nhau đi. Và do vậy Hà Nam có nhiều cái đẹp lắm. Vậy mà sao mình sống giữa một quê hương đẹp như thế này, đất nước bình yên như thế này, mà mình nhìn xuống con người Hà Nam á, thì 80-90% trên nét mặt của các vị có một cái nỗi lo âu. Nhất là người phụ nữ, người làm bà, người làm mẹ, người làm con gái, người làm con dâu, thì nụ cười chưa nở thì đã nước mắt tuôn rơi rồi. Mà không phải Hà Nam không đâu. Đó là cái đặc tính của phụ nữ, của phái yếu. Mà chúng ta biết cái đặc tính hay buồn, hay lo, hay khóc này Đức Phật còn biết. Đức Phật biết rõ lắm. Chứ mình nói Đức Phật ngồi trên cao vậy thì Ngài chỉ ngồi nhìn xuống mà chứng minh thôi. Không phải đâu. Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất, đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cho nên trong lòng các con nghĩ gì, Đức Phật đều biết. Người nam có cái khổ của người nam, người nữ có cái khổ của người nữ. Nhưng mà cái bài pháp hôm nay sư muốn nói, cái người phụ nữ, cái người phái yếu lại đau khổ nhiều vì do hay lo lắng, hay lo âu. Một thời Đức Thế Tôn ở Rajagaha,
tại Trúc Lâm Tinh Xá. Ngài gọi các đệ tử lại và dạy như sau: Này các con, người đàn bà có 5 cái khổ phải gánh chịu, khác với người đàn ông. Người đàn bà lúc trẻ lại phải về nhà chồng, mà đi về nhà chồng thì không có bà con đi theo. Yêu thương là hẹn hò phải lấy cho bằng được, nhưng mà cái ngày đi về nhà chồng chả có ai đi với mình. Tại vì là sao? Bắt đầu trả cái nghiệp với nhà chồng thì một thân một mình mà trả đi, chứ ai mà trả với mình. Mỗi người một cái nghiệp. Đó là cái khổ thứ nhất. Người đàn bà lại là phải có kinh nguyệt, và như vậy cũng là một cái khổ riêng thứ hai. Chính cái đó mới là từ đó mà duy trì nòi giống sinh con đẻ cái. Người đàn ông đâu phải chịu cái đấy. Cũng là cái khổ của người đàn bà. Kế đến, người đàn bà phải mang thai, chứ người đàn ông không mang thai. 9 tháng cu mang, 3 năm bú mớm, không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ, vất vả cũng người đàn bà. Người đàn ông có lo nhưng không có chịu cái vấn đề mang thai, sinh đẻ, cho con bú mớm. Lại nữa, người đàn bà lại phải gánh chịu một điều khác với người đàn ông nữa: mang thai rồi lại sinh con. Là cái thứ tư. Người đàn bà lại mang một cái khổ nữa, là người đàn bà lấy chồng lo lắng hầu hạ cho người chồng. Còn người chồng có hầu hạ cho người vợ thì cũng chỉ là những ngày mới ban đầu thôi. Cho nên người ta mới hát là tình chị đẹp khi còn dang dở. Nhưng mà rồi khi về làm vợ, có con, trách nhiệm đối với gia đình thì người phụ nữ gánh chịu hết. Cho nên chính vì vậy mà người đàn ông, người nam giới phải thương mẹ nhiều hơn, phải thương vợ nhiều hơn, thương chị, thương em gái nhiều hơn. Người đàn bà đã chịu những cái khổ như vậy rồi thì người đàn bà lại là hay lo. Mà Đức Phật dạy chúng ta đừng có nhớ chuyện đã qua, đừng có lo lắng chuyện chưa tới, mà hãy biết cái pháp hiện tại, biết cái chuyện ngay bây giờ nè. Nhưng mà người phụ nữ mà ngồi không đó, nhớ chuyện đã qua, lo chuyện chưa đến, thành ra hiện tại không có gì vui hết. Chuyện hôm qua là đã buồn khổ rồi, chuyện ngày mai chưa tới khổ hơn. Cho nên hiện giờ có vui đâu. Bây giờ sư nói các vị đang ngồi nghe sư giảng pháp có vui không? Nếu như vậy đừng có nhớ gì chuyện đã qua. Đừng có nhớ hôm qua mới cãi nhau với người nọ, hôm qua mới có chuyện với người kia, thôi bỏ đi. Và đừng có nói ngày mai không biết con cái như thế nào, mình chết như ra sao. Đừng có nghĩ mấy cái chuyện đấy. Tất cả là do duyên. Mình hãy tạo những nhân lành đi, rồi mọi quả phước lành sẽ đến với mình. Cho nên lo lắng đưa đến phiền não, chóng già và chóng chết. Thế chúng ta biết cái người già mà sống lâu là do ít lo âu. Thế bây giờ sư kể câu chuyện. Một buổi sáng kia, thì cái người này gặp thần chết trong thành phố. Ông ta mới hỏi thần chết: Ngài đến đây làm gì trong thành phố của tôi vậy? À, ta đến đây để lấy mạng sống của 100 người trong thành phố này. Thần chết nói như vậy. Thì ông này mới nói: sao mà tồi tệ vậy? Tại sao mà ông đi đến đây để lấy mạng sống của người ta? Thần chết mới nói: đó là công việc ta phải làm. Người đó hết số ta lấy đi, chứ đâu có phải ta đến, ta đem cái chết đến. Thế là người đàn ông mới báo hết mọi người trong thành phố: này, thần chết đến rồi đấy, mỗi một ngày sẽ lấy đi 100 mạng sống. Nhưng mà đến tối, cái người đàn ông lại gặp cái ông thần chết: thưa ngài, ngài nói với tôi ngài đến đây lấy mạng sống của 100 người, vậy mà sao đã có 1000 người qua đời trong ngày hôm nay? Thần chết trả lời: không, ta vẫn giữ lời hứa của mình, ta chỉ lấy đi có 100 người mạng sống đến tuổi
thọ đã hết thì ta lấy mạng sống đi thôi. Còn số 900 người kia, họ chết là vì lo lắng đấy, chứ ta không hề lấy đi mạng sống của họ. Như vậy lo âu, suy nghĩ, buồn phiền làm cho mình chóng già, chóng chết. Cho nên chúng ta sẽ biết việc lo lắng thái quá không cần thiết. Nhất là lo lắng chuyện đã qua, lo lắng chuyện ngày mai không biết có bão không, mình có giải quyết được không? Không được. Nắng mưa là chuyện của trời. Cho nên cứ sống tốt hôm nay. Việc lo lắng thái quá là nguyên nhân của nhiều căn bệnh. Vì vậy sư muốn nói với các vị, đừng hối tiếc những gì của hôm qua, đừng lo lắng cho ngày mai, mà hãy sống bình yên tốt đẹp cho ngày hôm nay. Nhiều người cứ trằn trọc suốt đêm, lo nghĩ về gia đình, lo nghĩ không biết ngày mai mình có đau ốm gì không, lo nghĩ về tiền bạc, lo hàng ngàn việc khác. Nó ăn mòn tâm trí sức khỏe, nó làm cho mình đau nửa đầu, nó làm cho mình hoảng sợ. Cho nên hôm nay chúng ta nghe pháp thì chúng ta hãy niệm Phật và nghe pháp nhiều, để chúng ta giải tỏa đi những cái điều lo lắng suy nghĩ không cần thiết. Lo lắng thì không phải luôn luôn là điều xấu, đôi khi phải lo. Như thế nào? Bởi vì đó, cẩn tắc là vô ưu. Mình biết nhìn nhận những cái gì sắp xảy ra để dự trù, để tiên đoán thì không có phải buồn rầu ngay bây giờ. Biết lo xa thì không phải buồn gần. Nhưng mà không phải lúc nào cũng lo, lo xong rồi là thôi. Như sư nói chương trình ngày hôm nay giảng Hà Nam là sư cứ việc như thế mà sư đi. Đã đến đây giảng rồi thì không nhớ gì chuyện khác. Nhưng mà đây các vị làm cái này nghĩ cái kia, lo cái nọ, buồn chắc đủ thứ. Cho nên cũng làm mà nó mất bao nhiêu là năng lượng, mất bao nhiêu là sức khỏe, bởi vì sự lo lắng của mình. Cho nên lo cái gì đáng lo xong rồi thôi. Quan tâm đến những người thân yêu, đó là cái chuyện chúng ta cần phải làm. Bởi vì sao? Bởi đời sống này vô thường lắm. Biết hôm nay gặp, mai còn gặp không? Hãy sống tốt với nhau, thay vì lo lắng cái chuyện ngày mai này tiền của không biết lấy gì để mà tôi với ông dưỡng già này kia. Có đó, còn đó, mất đó. Cho nên khi còn được gặp nhau, hãy sống tốt với nhau đi. Buổi sáng bình yên như vậy, hãy thanh thật nghe pháp đi, đừng cứ nghĩ chuyện tối nay. Tối nay nó sẽ đến, không lo nó cũng đến. Cho nên khi đang bình yên được nghe pháp, hãy sống trọn vẹn trong cái giây phút hạnh phúc này. Đừng có lo lắng, gọi người ta bảo lo bò trắng răng, lo chả giải quyết được việc gì. Mà bây giờ nghe pháp, để hết tâm hồn vào mà nghe pháp, rồi mà sau đó là gì? Ứng dụng cho cuộc sống của chúng ta. Cho nên đừng để cho mệt mỏi kiệt sức vì lo lắng. Đôi khi nó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, ra khỏi khả năng của mình rồi, thì tốt nhất hãy nhớ lời sư nói, cứ luôn luôn hãy sống tốt. Sống tốt để hóa giải những cái nghiệp mình đã gieo trong quá khứ. Sống tốt để làm cho cái chuyện hôm nay nó bớt đi những sự bi quan, nặng nề, chán nản. Thay vì chửi bới thì càng tồi tệ hơn, hãy nói lời lành, hãy niệm Phật. Thay vì trách móc, hãy nói những điều yêu thương. Tất cả những điều đó rất quan trọng, nó làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Cho nên ai có đau khổ, có lo lắng gì đến gặp sư đấy, thì các vị biết sư khuyên cái gì không? Tu đi thôi, sám hối đi thôi. Các con chưa biết tu, con nghe pháp đi con, rồi con sẽ biết tu. Cứ như thế thôi thì tự nhiên cuộc sống mình sẽ thay đổi. Chứ đừng có mà ngồi mà cầu khấn ông trời. Ông trời ông sẽ cho những cái người nào biết tu nhân tích đức, ông sẽ ban phước vào cái nhà nào biết tu tâm dưỡng tánh. Chứ không phải cái nhà nào cầu khấn nhiều mà ông cho đâu. Thế thì cũng một thời Đức Phật ở Saravatthi, trong vườn ông Cấp Cô Độc, Đức Phật đã gọi các sư lại và dạy: này các tỳ kheo, có hai hạng người rất là hay đau buồn, và đau buồn đau khổ hoài, lậu hoặc phiền não tăng trưởng.
Đó là hạng người thứ nhất là lo những việc không đáng lo. Hạng người thứ hai là không lo những việc cần thiết phải lo. Thì chúng ta sẽ thấy cái con người lo những việc không đáng lo là con người rất nhiều đau buồn. Có nhiều người đáng lẽ hôm nay đi mà không đi nè, vì lo chuyện nhã, mất một thời pháp. Và có những người lại không lo những việc cần phải lo. Giáo dục con cái là chuyện phải lo, xây dựng hạnh phúc gia đình là phải lo, đời sống phải có nghề nghiệp ổn định là phải lo, phải duy trì nề nếp của tổ tông, đạo đức trong gia đình là mình phải lo, thì lại không lo, mà để lo những chuyện không đáng lo. Cũng như một đám cháy lớn xảy ra, cái người đó chạy lên, chạy xuống, chạy qua, chạy lại, lăng xăng. Cái cuối cùng mà cái đám cháy nó tắt rồi đó, thì người vợ là cầm trên tay đó, giấy tờ của con cái, tiền bạc. Còn ông chồng trên tay, tay phải xách một nải chuối, tay trái xách cái rế lót nồi. Mà trong khi mà cái đám cháy xảy ra thì có vẻ trông lăng xăng đó. Lo những việc không cần lo nên cuối cùng không biết lo cái gì. Và khi đám cháy dập tắt rồi thì người ông đầy lọ nghẹ và ông xách một cái rế, và tay kia thì xách một nải chuối hết. Còn chính cái người vợ lại đem giấy tờ ra, nếu cháy hết giấy tờ con cái khó khăn việc học hành, còn một ít tiền người vợ lấy ra. Nhưng mà may là cái đám cháy dập tắt hết, không may là không bị cháy nhà cửa, nó mới bị một phần thôi. Thấy người vợ mới lên kể cho sư nghe như thế: ông bây giờ mất rồi, ta mình lo những việc không đáng lo. Còn những cái việc này, bây giờ các vị đi nghe pháp là biết lo những việc cần lo đó. Mình nghe pháp hôm nay là mình sẽ cười nhiều hơn. Mình mà nói này trách nọ là mình nói ôi nhân quả là do mình hết, đừng có trách nữa, đừng có chửi nữa, đừng có chê trách nữa, là mình thấy người nó nhẹ đi. Đạo đức là phải lo, hạnh phúc gia đình là mình phải lo, con cái là phải lo nuôi dạy cho tử tế. Cho nên những con người Đức Phật dạy lo những việc không đáng lo mà lại không lo những việc cần lo là những người suốt đời buồn khổ lo âu, chống già chống chết. Còn hạng người thứ hai là hạng người không lo những việc không cần thiết, đã không cần thiết là không lo. Còn lại có một cái người nữa là gì? Biết lo những việc cần phải lo. Thì đó là những cái người mà không có u sầu, không có phiền não, không có lậu hoặc tăng trưởng. Cho nên nãy giờ sư Toàn nói về chuyện lo âu với buồn khổ thôi. Mục đích là gì? Để hôm nay sư đến đây rồi sư về đó, thì mọi người đều có mùa xuân ở trong lòng, không có buồn nữa. Xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Mà cái mùa xuân đó không phải đợi tháng riêng, mà mùa xuân đó là xuân ở trong lòng của chúng ta. Mới nói là xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Mùa nào cũng vui hết, bởi vì tôi có xuân lòng. Mà vì sao ai có mùa xuân, ai mà mùa xuân trẻ mãi trong lòng, các vị biết không? Cái người hay nói lời lành, hay làm công đức, hay có niềm tin trong chánh pháp, người đó luôn có mùa xuân bất diệt. Trong túi không có đồng nào vẫn vui. Không có đồng nào cũng vui, bởi vì lúc nào cũng nói lời lành, lúc nào cũng nhớ chuyện đạo đức, lúc nào cũng khuyến con cái phải sống có lễ nghĩa, hiếu thảo với bố mẹ, ông bà. Còn cái người tiền rất nhiều mà lúc nào trong tâm cũng âm mưu, làm những việc xấu, việc ác, ích kỷ, cho mình, lợi mình hại người, thì trông như thế chứ trong lòng chỉ có khổ đau mà thôi. Vì vậy chúng ta nghe pháp để thấy mình cứ sống an vui trên tất cả những việc phước lành, tâm ta luôn hướng đến điều thiện, đừng lo lắng việc đã rồi. Để kể câu chuyện cho các vị nghe. Có một cái bạn sinh viên đó mới tốt nghiệp đại học đó, đi tìm được một việc làm, tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành trong trường đại học cả nước tổ chức. Qua vòng sơ khảo anh ta được vào vòng chung kết,
Rồi cuối cùng anh ta vào vòng chung kết đạt giải nhất luôn. Phần thưởng là một món tiền khá lớn, cả một cuộc đời sinh viên chưa bao giờ mơ ước tới. Cho tới 10 triệu đồng. Nhưng mà khi vừa ra khỏi cái hội trường á, thấy chưa nào, thì mọi người ta mới chạy tới đem máy tới phỏng vấn. Thì anh ta mệt, anh ta chỉ muốn chạy trốn thôi, muốn về để thăm mẹ và báo với mẹ là con được một phần thưởng rất lớn. Nhưng mà lúc đó ra lấy xe, thấy chiếc xe Honda, thì một người phụ nữ tiến đến gần. Bà khóc: chú ơi, chúc mừng chú, thật là vinh dự chú đã đạt được giải nhất trong cuộc thi này. Nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với chú, không biết có tiện không. Nếu chú có con thì chú mới hiểu được điều tôi nói. Con của tôi bị ung thư rất nặng, nằm trong bệnh viện. Nếu không có khoảng 10 triệu thì không thể nào mà được nhập viện để điều trị. Thì anh sinh viên mới hỏi là bác cần bao nhiêu. Thì cần luôn 10 triệu. Biết ông này mới được thưởng 10 triệu thì cần luôn 10 triệu. Và suy nghĩ bây giờ mình đem về cho mẹ vui, mà một bên là đứa bé kia sẽ chết. Cho nên với một cái tâm hồn rất trong trắng, anh ta rút hết 10 triệu đồng đưa cho bà, cầu mong cho con bác được qua hiểm nguy. Thôi bác đi về lo cho em ấy ngay đi. Trời ơi, cảm ơn chú. Cái người phụ nữ cũng quỳ xuống lạy luôn. Thì anh sinh viên nói thôi, nếu mà cứu được người, dù xây 9 vạn phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Cho nên thôi bác cứ về đi, con vui lắm. Thế rồi người phụ nữ xúc động cầm 10 triệu đi ra, ra cổng trước. Vài ngày sau thì anh sinh viên lại quay về trường. Thì về nói với mẹ, vậy thì mẹ cũng: sao mà cho hết thế, cho nửa thôi. Mẹ ạ, 10 triệu mới chữa được, mới vào được cái ca bệnh đấy. Cho nên thôi con biếu hết rồi, con sẽ làm những cái công trình sáng tạo khác, những cái phần thưởng khác. Thế sau này con đi làm có lương con sẽ biếu mẹ. Chàng sinh viên này rất có hiếu mà. Thì vài ngày sau anh ta quay lại trường, thì một người tiến tới mới nói: này, có phải là hôm trước anh đi ra gặp một người phụ nữ bảo rằng con bà sắp chết, có đúng không? Người thanh niên gật đầu xác nhận. Có phải bà ấy bảo con bà ấy ung thư không? Đúng, đúng như vậy. Vậy thì tôi báo một tin buồn cho anh biết, bà ta là một tay lừa đảo đấy. Bà ta chẳng có đứa con bệnh nào sắp chết cả. Anh cả tin quá, anh bị lừa rồi. Nhưng mà các vị biết chàng sinh viên này nói như thế nào không? Có thật là không có đứa bé nào bệnh và không có đứa nào sắp chết không? Đúng rồi, cái bà này là chuyên tay lừa đảo. Có ai sắp chết, có ai đau ốm gì đâu. Thế là chàng trai mới trả lời như thế này: ôi, đó là tin tốt lành nhất mà tôi nhận được hôm nay, không có ai chết cả. Và câu chuyện này sư nói, chúng ta không nên buồn phiền cái chuyện đã qua. Bây giờ mình giúp bà và bà là lừa đảo cũng bực chứ. Nhưng mà sư bà từng dạy sư nhá, mình đã cho rồi, nhất là cho việc từ thiện, thì cho rồi đừng bao giờ tiếc. Còn ai lừa, ai đảo, người đó có nhân quả của người đó. Còn mình đã biết cái tâm mình trong sáng, làm việc thiện, làm xong là cứ vui vẻ mà hoan hỷ đi về. Vậy đời mình nó mới vui. Còn các vị hay luyến tiếc buồn phiền chuyện đã qua. Ôi chết chết chết, ôi chết chết chết, thế là làm gì mà vui được. Cho nên mình làm con Đức Phật thì cuộc đời của người đệ tử Phật là hãy sống chánh niệm, tỉnh thức. Mà cuộc đời mình muốn sống chánh niệm, muốn an vui thì phải giữ giới. Cho nên mình nghe pháp rồi là phải sống, là luôn luôn gieo nhân lành để hưởng quả lành. Cho nên mình quy y Đức Phật là biết Đức Phật là đấng từ bi trí tuệ, đấng phước trí vẹn toàn. Ai chưa quy y là quy y đi. Quy y pháp là con nguyện vâng lời Đức Phật dạy. Thế nãy giờ sư nói là lời Phật dạy, sư nhắc lại đấy. Các vị thấy là những điều đó là điều chân chắn, có dễ nghe hay không? Đó là lời pháp. Lời pháp làm cho mình an vui. Mà không phải là chánh pháp là mình nghe một chập, tâm mình nó loạn, trí mình nó tối, người mình nó muốn bệnh. Và nghe chánh pháp là nó vui lắm. Mình nghe chánh pháp là có long thần hộ pháp gia trì. Cái đạo tràng mình vậy chứ đang ngập tràng
ánh sáng của chư Phật, chư Bồ Tát và Long Thiên hộ Pháp. Bởi vì sư đang tuyên dương chánh Pháp. Nếu các vị làm việc không phải, các vị có để bao nhiêu Phật cũng chả có ông Phật nào ngồi đấy đâu. Các vị làm việc tà, các vị thờ, bàn thờ cho to, cho đẹp, lễ cho nhiều, chả có Phật nào ở đấy. Nhưng con người mình sống trong chánh Pháp, nhà mình nghèo nghèo thôi, nhưng mà Phật vẫn ở trong nhà mình. Ngày xưa có một người nông dân chuyên bán bơ cho thợ làm bánh là phải có bơ. Có một ngày cái người thợ làm bánh đó mới cân cái số bơ lên, thì thấy rằng cứ 1 ký bơ mà sao cuối cùng lại chỉ có 700 gram thôi, 7 lạng thôi. Thế là anh ta mới là đi gì? Đi ra tòa kiện cái người nông dân bán bơ. Thì quan tòa mới hỏi cái bác nông dân rằng anh dùng cái gì để cân cái khối bơ này mà 1 cân mà còn có 7 lạng. Người nông dân mới nói rằng thưa ngài, tôi không có cái cân. Đây là chuyện đời xưa phải không? Không có cân. Nhưng mà tôi có thể biết được cái khối lượng bơ của tôi là bởi vì là mỗi ngày tôi đều mua 1 cân bánh mì. Thì cứ 1 cân bánh mì đấy đặt lên trên cái bàn cân thì bên kia là 1 cái cân bơ tương ứng. Cho nên tôi bán bơ và đồng thời tôi mua bánh mì. Thì cái anh bánh mì đã bán tôi 1 cân bánh mì. Thì tôi để lên 1 cân bơ bằng với vậy, đặt lên 2 cái đĩa cân nó bằng nhau. Nhưng mà bây giờ còn có 7 lạng tôi đâu có biết, vì nhà tôi lại không có gì, không có cân. Cái người làm bơ là từ sữa bò, người nông dân vắt sữa bò mà làm bơ bán, không có cái cân. Nhưng cái người làm bánh mì thì có cân. Sao mà cân bơ bảo có 7 lạng? Thì anh nông dân bảo tôi đâu có biết, tôi cứ lấy 1 cân bánh mì tôi để lên trên đĩa cân thì bên này là 1 cân bơ bằng như thế. Thì số lượng bơ sẽ bằng với số lượng bánh mì. Nếu ai gian lận thì người đó là phải chịu chứ không phải tôi. Tôi chỉ biết là 1 cân bánh mì nó sẽ bằng với 1 cân. Tôi sẽ bán lại 1 cân bơ. Thế rồi cái người bán bánh mì như thế nào? Đành phải chịu tội trước quan tòa là chính anh ta là người gian. 1 cân bánh mì còn có 7 lạng. Nhưng mà nó cũng nói lên một cái quy luật nhân quả. Đời mình cân thiếu cho đời cho người thì tự nhiên cái thiếu, cái hụt nó sẽ đến với mình. Đời mình mà cứ dư giả cho người thì tự nhiên cái dư giả nó sẽ đến với mình. Trời cao có mắt mà. Thế ông trời ông nhìn xuống, ông bảo cho cái nhà này nhiều đi. Rồi cho nó nhiều nó lại đi ban bố. Ông nhìn xuống bảo đừng cho cái nhà này nhiều. Cái nhà này có bao nhiêu là cờ bạc, rượu chè, sát sinh hại vật, tà dâm đánh đập vợ con, lấy lại. Cho nên vì sao có những trường hợp người ta làm ăn được lúc đầu, lúc sau người ta lại gì? Thất bại. Là bởi vì khi có tiền, người ta lâm vào cờ bạc rượu chè. Người ta lâm vào gian dối. Mà sư nhìn đây thấy bà con mình toàn chân chất cả, dễ thương hết. Bây giờ mình chưa giàu là bởi vì mình chưa gieo nhân bố thí. Chưa có gieo nhân thương người nhiều, mình chưa giàu thôi. Chứ mình không có gian. Mình không gian thì mình không khổ. Cứ nhân nào là quả đó như vậy. Thế các vị thấy nãy giờ ngồi nghe Pháp đâu có ai nói chuyện gì đâu. Bởi vì Pháp nghe được, hiểu được và làm được. Pháp là như vậy đó. Và đã dễ hiểu thì phải về, phải làm, phải ứng dụng. Điều đầu tiên là bớt than van. Tại vì các vị biết mọi chuyện trên đời này là do chính mình. Cho nên nếu có gì không như ý thì mình cũng sẽ biết đấy là do chính mình. Thì ráng tu lên, tu nhân tích đức, ráng sám hối, ráng làm các công đức lành để đời mình an vui hạnh phúc lên. Điều thứ hai là gì nữa nào? Bớt lo lắng. Bởi vì lo lắng không giải quyết được gì. Đức Phật dạy không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính đời này. Điều thứ hai là bớt sự lo lắng. Nhất là các cô, các bà, các mẹ, các chị, các em, đừng lo lắng nữa. Cuộc đời mình đã có nhiều cái sự khổ hơn người nam, khổ hơn người chồng, khổ hơn người đàn ông. Thì chúng ta phải biết tự có cái mùa xuân trong lòng là bằng cái sự tu tâm dưỡng tánh. Người phụ nữ mà biết tu là cái nhà đó an vui hạnh phúc. Người phụ nữ là mặt trời hạnh phúc trong gia đình. Người phụ nữ là phải tu trước người đàn ông.
Mà người phụ nữ mà tu rồi là tự nhiên người đàn ông người ta hiền. Chỉ có điều người phụ nữ nói nhiều, chanh chua, cay đắng, mỉa mai, chan chát, thì tự nhiên người đàn ông tâm tánh của họ cũng cọc cằn, họ đâu có chịu thua. Cho nên làm cho bà biết. Vì vậy người phụ nữ hãy tu. Sáng ra có một nụ cười, chiều về lại có một mâm xôi để dành. Đấy, mâm xôi, mâm hoa, mâm bánh gì tùy. Đấy, mà thậm chí không có gì đi chăng nữa, mình vẫn có một nụ cười dành cho nhau. Ông có khỏe không? Đó. Chỉ cần hỏi thăm nhau một cái là ông nghe lòng ấm áp lại. Bây giờ lại không có hỏi han nhau, không nói những điều dễ thương, mà chỉ toàn nói những điều nặng nề, châm chích trách móc. Cho nên người ta cảm thấy cái mái nhà giống như địa ngục. Mình phải làm sao cái mái nhà mình đó là mái nhà hạnh phúc yêu thương. Có tiền thì mình sống an vui trong gia đình, biết giúp đỡ, biết chia sẻ, rồi thì cái phước báo nó sẽ đến. Còn có ít lại mong nhiều, họ lại săn lòng tham, thì sân hận si mê nó cũng đồng hành phát sinh và sinh ra nhiều niềm đau khổ. Cho nên tin nhân quả, các vị quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà giữ năm giới thì không sát sinh. Mà làm gì đời sống các vị mà không giết? Nuôi con gà để ăn thịt, nuôi con heo để là phá cỗ, nuôi con vịt cũng để có khách đến đãi đằng. Nói chung là lúc nào cũng nghĩ chuyện cắt cổ mổ bụng để làm thịt, làm món ăn. Có lần đó sư giảng ở ngoài Thanh Hóa, có một người hỏi thưa sư, điều sư giảng rất hay nhưng chúng con không làm được, là bởi vì chúng con đã đến cỗ, dù cưới hay tang ma đều phải giết. Thế thì con phải làm sao? Hỏi sư như vậy đấy. Thì sư nói với các vị, sư là nói lẽ thật. Các vị làm được bao nhiêu cái điều lành, các vị hưởng bấy nhiêu phần phước, sư không ngăn cản ai hết. Đức Phật cũng không cấm đoán, không bắt buộc ai. Nhưng mình làm được bao nhiêu điều lành, mình sẽ hưởng bấy nhiêu phần phước. Thế thôi. Mình bao nhiêu cái tội thì mình phải lãnh lấy bấy nhiêu cái nghiệp. Cho nên mình hạn chế được cái gì thì anh em bà con cùng hoan hỷ thì sẽ được. Do chúng ta có thể đả thông được cho nhau. Thay vì giết 5-30 con thì giết ít lại, bớt tội, bớt nghiệp. Thay vì ăn cho hết để mà khen thì chúng ta cũng không nên khen vì cái điều đó. Sống khen vì lễ nghĩa, chứ không phải vì chuyện đãi đằng ăn uống mà khen. Như sư đến đây có gì cho các vị đâu, sao các vị ngồi đây nghe? Cho nên chúng ta đừng có nên nghĩ phải cho, phải ăn nhiều mới là người đó tốt, mà nói điều nhân nghĩa. Ăn uống thì cũng giảm chế chuyện sát sinh hại vật, vì nó đưa đến quả báo bệnh tật, tuổi thọ ngắn ngủi. Giữ giới là không sát sinh hại vật, là chúng ta giảm bớt. Thế bây giờ những cái ngày mình không ăn thịt, ăn cá, chỉ ăn rau, ăn đậu, có sống được không? Đấy, sư mấy chục năm rồi. Mà không chỉ là sống mà còn phải nói rất nhiều, mà ngủ rất ít, mà làm việc rất nhiều. Thế có phải nói là vì ăn thịt mới sống được đâu? Cho nên giảm chế bớt. Chứ sư không nói trường chay, giảm ngày nào là phúc ngày đó. Không sát sinh hại vật, làm chúng ta ít bệnh tật, tuổi thọ tăng lên. Không giam tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Đó là ngũ giới mà các vị phải giữ để đời sống được an vui, hạnh phúc và giảm thiểu đi những nỗi lo, những nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời.